Xin thì chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc ạ. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849490188 ạ. Hoặc 0396164604. Hiện tại đang là buổi tối của ngày mùng 7 tháng Hiện tại đang là buổi tối của ngày mùng 7 tháng 11 năm 2024. Thì tối hôm nay hiện tại thì bên cơ sở lan rừng nhà em đang về thêm rất là nhiều những cái dòng hàng lan mới đẹp để giao lưu với chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc ạ. Khi cô chú anh chị nhận hàng thì mình phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Xem báo thì sẽ chưa gồm có phí vận chuyển nhé. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện nhắn tin theo số điện thoại bên em vừa cung cấp ạ. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại. Cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Và mỗi 1 kg tiếp theo cước phí cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Và cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến của chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở là nhà em đang có nhé. Thì hôm nay bên em về rất là nhiều những cái dòng hàng lan đẹp, nói chung là những cái dòng hàng phải nói là đáng sưu tầm của chú anh chị ạ. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là cái lô trúc Phật Bà. Hàng là 100% thân tơ, thơm ngay từ thân lá, có mùi hương thơm ngai ngái như là cái mùi thuốc bắc cô chú anh chị ạ. Cái dòng này thì em nghĩ rằng là hoa sẽ nở vào thời điểm Tết. Hiện tại thì có những một số cây nó đang nhú nụ như này rồi này cô chú anh chị này. Hàng là gần như là 100% thân tơ và thân đều tăm tắp luôn, rất là đẹp như vậy nhá. Mầm gốc cũng đang bắt đầu lên. Nói chung là một cái cây lan mà hoa rất là tuyệt vời. Nó là một trong những cây lan phải nói đẹp. Có thể nói là đẹp, một trong những cây lan đẹp nhất trong tất cả những cây lan rừng. Một cây lan mang ý nghĩa tâm linh rất là tuyệt vời. Hoan ngày Tết đến xuân về mà cô chú anh chị có một cái giò lan trúc Phật Bà như vậy trong nhà thì em nghĩ là đó là một thực sự là một cái điều rất là tuyệt vời luôn đấy ạ. Xin phép đã được bán cái dòng lan hoàng thảo trúc Phật Bà, hàng rất là đẹp của ngày hôm nay. Với giá sẽ là 450.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhé. 450.000 cho 1 kg. Để cô chú anh chị được thưởng thức những cái bông hoa trọn vẹn trúc Phật Bà với dòng lan thơm từ thân, có mùi hương thơm ngai ngái mùi thuốc bắc, cảm giác vô cùng là thư giãn luôn cô chú anh chị này. Và tiếp sang bên đây sẽ là kiều vàng ạ. Cái lô kiều vàng hôm nay không có điểm nào chê luôn cô chú anh chị này. Hàng đều tăm tắp luôn như thế này. Đó. Và hàng không quá dài và không quá ngắn với những rề vừa tầm ghép rất là đẹp. Giá xin phép bán hôm nay chỉ có 190.000 cho 1 kg thôi. Cái dòng lan kiều vàng của chú anh chị nhé. Em bán ngay từ 0,3 kg. Nói chung cái hàng thì rất là xanh và hàng cây rất là đều. Đều và đẹp luôn ạ. Và tiếp sau mè đây sẽ là cái dòng lan hoàng thảo hoàng lạp này của chú anh chị này. Những cái cây lan hoàng lạp hàng cũng cắt tỉa rất là kỹ với những rề nú luôn. Đảm bảo cô chú anh chị có thể có giò lan đẹp nhất. Những cái chùm hoa vàng rực rỡ nhất ở mùa xuân thì giá em đang bán chỉ có 130.000 1 kg thôi. Còn sang mè đây sẽ là cái dòng lan sơn thủy tiên ạ. Dòng lan sơn thủy tiên hàng em đang có những rễ rất là đẹp luôn nhá cô chú anh chị nhá. Nè, có những rễ rất là đẹp luôn với những giả hành bự rất là tuyệt vời này. Và cái dòng lan sơn thủy tiên này với giá sẽ là 190 1 kg, hoặc là cô chú anh chị mình cũng có thể mua hàng theo chậu ở đây này cô chú anh chị này. Đó, mua hàng theo chậu ở đây cho em cũng được nhá cô chú anh chị nhá. Chậu nào chậu đấy thân căng mướt luôn nè. Một cái giò nặng chĩu tay như thế này, chậu to với những giả hành bự như vậy. Đó. Đến lúc mà nó hiện tại thì đang có những cái rất là nhiều những cái mắt nộ đã bắt đầu ở sưng lớn rồi nhá cô chú anh chị nhá. Và một cái giò lan sơn thủy tiên này xin phép được bán giao lưu cùng cô chú anh chị. Hàng cân thì em đang bán là 191 kg, 181 kg. Thì ở đây sẽ là cái dòng hàng mặt hàng kilogram, mặt hàng chậu này xin phép được bán với giá sẽ là 170 một chậu nhá cô chú anh chị nhá. 170.000 cho một cái chậu lan sơn thủy tiên này. À bên này đây ạ, là những cây lan dáng hương đuôi sóc này. Những cây lan dáng hương đuôi sóc. Giá chỉ có 120.000 cho 1 kg thôi. Với những cây lan dáng hương đuôi sóc rất là xinh đẹp đây. 0,3 là cô chú anh chị mình có một cái giò sóc rất là tuyệt vời để mà ngắm hoa xuân rồi cô chú anh chị. Những cây dáng hương đuôi sóc ạ. Và bên này đây sẽ là những cây lan dáng hương đuôi chồn nhá. Em đang bán với giá chỉ 160 1 kg thôi cô chú anh chị ạ. Lấy từ bây giờ để mùa xuân mình có giò lan đẹp. Giá thì hiện tại cô chú anh chị mua sẽ rất là rẻ, rẻ hơn rất là nhiều so với cái hàng mùa xuân cô chú anh chị ạ. Mùa xuân mua giá lúc đấy vừa đắt đỏ mà lại không được chơi hoa trọn vẹn như tầm bây giờ. Còn sang bên này đây sẽ là dòng lan kim điệp xuân hay còn gọi là kim điệp giấy đấy ạ. Một giả hành có thể cho từ 1, 2 hoặc là 3 chùm hoa luôn một cái giả hành như này này cô chú anh chị. Đó, nên là chỉ cần vài
Chỉ cần vài nhánh thôi là cô chú anh chị mình cũng có một cái giò lan cho một mùa vàng rực rỡ ở mùa xuân rồi. Cái dòng lan Kim Điệp Xuân này, nơi ấm áp có thể nở hoa đúng vào thời điểm Tết luôn. Đã bắt đầu là lộ rõ những cái mắt nụ rồi đấy ạ. Em đang bán cái dòng Kim Điệp Xuân này với giá sẽ là 140.000 cho 1 kg. Cái dòng lan Kim Điệp Xuân với giá em bán từ 0,3 kg. Và sang bên đây sẽ là dòng dáng hương tam bảo sắc này. Em có hai lô dáng hương tam bảo sắc duy nhất nhé, cô chú anh chị nhé. Mỗi một lô rất là nhiều luôn ạ. Lô này gọi là lô số 1 và lô bên này gọi là lô số 2. Hai lô tam bảo sắc đẹp mướt như thế này. Hàng đẹp nhá của chị anh chị nhá. Đó, mỗi một lô là đâu đấy khoảng đến cả chục cây ạ. Xin phép được bán với giá là 60.000 cho một lô dáng hương tam bảo sắc này. Hoặc là mua hàng cân thì em bán với giá 130. Tùy cô chú anh chị mua kiểu gì cũng được nhá, tính kiểu gì cũng được. Còn sang bên đây sẽ là cái dòng lan hoàng thảo đơn cam ạ. Lô đơn cam hôm nay về. Nó là những cây lan hàng tuyển chọn, cô chú anh chị thấy là bình thường cái đơn cam nó rất là ngắn, nhưng cái lô này đa phần là dài. Và lẫn đâu đấy chỉ có vài thân nó ngắn thôi cô chú anh chị ạ. Và chỉ cần một đốt ngón tay thôi là cái cây đơn cam này cũng đã cho hoa rất là đẹp rồi. Mỗi một thân chỉ cần một đốt ngón tay thôi cũng cho hoa rất là đẹp rồi. Thì có rất là nhiều những cái thân hoa mắt nụ sưng lớn như vậy ở này cô chú anh chị này. Một cây lan mà những anh chị yêu thích cái dòng lan rừng vẫn nói là giấc mơ đơn cam đấy ạ. Bắt đầu chuẩn bị sưng nụ hết rồi. Rụng hết lá rồi. Cô chú anh chị lấy từ bây giờ để mình có thể có một cái cơ hội thuần những cây đơn cam này lớn nhất, cũng như là cái thời điểm mà cô chú anh chị có thể ngắm hoa trọn vẹn nhất những cây đơn cam này mà mua lợi cân, bởi vì là hàng đã rụng hết lá nhé cô chú anh chị nhá. Là cái mùa quá là đẹp trong năm để cô chú anh chị mua những cây đơn cam này. Giá hôm nay thì hàng tuyển chọn mà giá hôm nay lại cũng rất là rẻ. Với giá em đang bán chỉ ở 600.000 1 kg thôi. Em sẽ bán ngay từ 0,1 kg nhé cô chú anh chị nhá. Từ 0,1 kg thôi luôn cho cái dòng lan hoàng thảo đơn cam này này. Và tiếp sang này đây ạ, em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị là những cái dòng địa lan hôm nay về ngập nhà luôn. Những cây địa lan rất là đẹp mà cực kỳ là rẻ luôn cho cô chú anh chị mình sưu tầm ạ. Đầu tiên sẽ là dòng lan hương cát cát, hay còn gọi là hương cách cách đấy ạ. Hương cát cát ạ. Với cái bông hoa vàng sáng, bông hoa vàng và cái vẻ rất là sáng của nó này cô chú anh chị. Một cái mùi hương thơm nhẹ nhàng kèm theo quyến rất là tuyệt vời luôn đấy ạ. Cái dòng lan hương cát cát. Đó, cô chú anh chị có thể cùng em ngắm cái mặt bông của dòng hương cát cát ở đây ạ. Cái hoa vàng và cái độ vàng của nó là rất là sáng nhé cô chú anh chị nhé. Và cũng rất là thơm nữa. Cây hương cát cát này. À, và một cái chậu lan hương cát cát thì nó sẽ cực kỳ là sum xuê luôn này. Có một cái thân nó đang có một cây nó đang nở hoa như này. Ngoài ra thì còn rất là nhiều những cái thân này thì em nghĩ rằng là một giáo nữa nó có thể cho thêm nhiều cái vòi bông nữa cô chú anh chị ạ. Một cái chậu xanh mướt và rất là nhiều thân luôn. Đó, chậu nào cũng có một cái vòi hoa nhé cô chú anh chị nhá. Bền hoa cô chú anh chị ạ, bền hoa và chậu rất là nhiều thân. Về cô chú anh chị có được ngắm hoa này. Và ngoài ra là một cái cây lan giống cho cô chú anh chị mình cho sân vườn. Trồng một cái chậu cát cát như vậy không chỉ được ngắm hoa mà còn tạo ra một cái không gian xanh rất là tuyệt vời cho cái khu vườn của nhà mình ạ. Và một cái chậu lan hương cát cát như vậy em đang xin phép chỉ bán với giá có 100.000 một chậu thôi ạ. 100.000 một chậu thôi cho cái chậu lan hương cát cát, một cái cây lan mang cái vẻ và sắc vàng tươi sáng ở đây và cũng là một cái dòng lan rất là thơm. Đó, một cái cây lan vừa ngắm hoa vừa là một cái cây lan rất là rẻ như thế này cô chú anh chị nhé. 100.000 thôi ạ. Tiếp sang về đây ạ là cái dòng lan địa lan cọp đỏ. Cọp đỏ thì ở những lô trước thì em đang có những cây nó nở hoa sớm ấy ạ. Cô chú anh chị thấy rồi. Cọp đỏ hay người ta còn gọi là tiểu thư Hàn Quốc ạ. Với cái bông hoa cần hoa vươn cao và hoa sắc hoa đỏ thắm, mang một cái vẻ đẹp kiêu hãnh tuyệt vời và cũng là một cái dòng lan rất là thơm. Một cái chậu lan địa lan cọp đỏ này, xanh mướt luôn cô chú anh chị ạ, hàng đang nụ nhá. Toàn bộ đều là đang nụ luôn. Đó cô chú anh chị này, từ ít nhất là 3 vòi nụ trở lên. Hàng hôm nay về rất là đẹp. Hàng cực kỳ là ưng với những cái vòi nụ này. Rất là ưng luôn cô chú anh chị ạ. Hàng này thì em nghĩ rằng cô chú anh chị mình về có thể nở hoa chơi hoa cho đến Tết luôn nhé cô chú anh chị nhé. Một dạo nữa là cây sẽ nở hoa và chơi hoa xuyên Tết luôn cô chú anh chị ạ. Có những cái nụ cao cũng có những cái nụ thấp. Một chậu như vậy rơi ít nhất là 3 ngồng hoa. Và xanh mướt luôn một chậu to cô chú anh chị ạ. Một chậu rất là to và đẹp như thế này. Thì xin phép em được bán một cái chậu lan tiểu thư Hàn Quốc, hay còn gọi là điện lan cọp đỏ đấy ạ. Với giá sẽ là 130.000 cho một chậu điện lan cọp đỏ nhé.
Hàng đang nụ rất là tuyệt vời luôn. Cô chú anh chị ngắm cái thân lá của nó rất là khỏe nhé cô chú anh chị. À, còn bên kia là hương cát cát với những cây hoa vàng. Đó, một cái sắc vàng rất là sáng, đẹp như vậy, giá 100.000. Còn cọp đỏ toàn bộ đều là hàng nụ. Chưa bao giờ rẻ đến như vậy luôn. Cây nụ rất là đẹp mà giá chỉ 130. Và sang bên đây, xin phép được giới thiệu đến cô chú anh chị một cái dòng lan với cái hương thơm ngọt ngào quyến rũ luôn. Đó là cái dòng lan hồng vũ nữ, hồng lâu mộng ạ. À, cô chú anh chị đang cùng em ngắm cái vẻ đẹp của cây lan vũ nữ hồng lâu mộng. Và đây là một số bông nó đang bắt đầu là hé nở này cô chú anh chị này. Cái vũ nữ hồng lâu mộng. Và cái hương thơm, cây này thì phải nói là cái hương thơm của nó vô cùng là tuyệt vời. Một cái mùi hương thơm phải nói là độc đáo và quyến rũ vô cùng luôn. Có lẽ vì vậy mà người ta gọi nó là vũ nữ hồng lâu mộng, cái tên gọi của nó. Một cái chậu vũ nữ hồng lâu mộng này sẽ rơi ít nhất là 3-4 gồng hoa trở lên cô chú anh chị ạ. Cũng đủ xinh đẹp luôn. Cô chú anh chị trưng trong bàn làm việc một cái giỏ lan xinh đẹp thơm nước mũi luôn, hoặc là trong phòng khách ạ. Cái góc nhỏ. Ít nhất là từ khoảng tầm 4 gồng hoa trở lên nhé. Và một cái chậu lan, địa lan cọp đỏ với sắc hoa màu à đâu? Hồng lâu mộng này. Với giá em bán là bao nhiêu ạ? Chỉ có 70.000 cho một cái chậu lan vũ nữ hồng lâu mộng này thôi nhá. 70.000 thôi cô chú anh chị ạ. Cây rất là khỏe và nụ cực kỳ là đẹp như thế này. Rơi thứ nhất là 4 vòi bông ạ, với giá 70.000 cô chú anh chị. Vừa là một cái cây giống và về vừa là một cái cây lan để cô chú anh chị về thưởng thức hoa luôn. Còn bên này đây sẽ là cũng là dòng lan vũ nữ hồng lâu mộng, rơi ít nhất từ 5 thân hoa trở lên. Đó, nụ còn nhỏ hơn so với cây cây màu cam kia nhé cô chú anh chị nhé. Cần hoa rất là dài và đẹp luôn ạ. Thì một cái chậu hồng lâu mộng màu đỏ này em bán với giá sẽ là 80.000. Tùy cô chú anh chị mình chọn nhé. Giá bao rẻ nhất cả thị trường cho cô chú anh chị. Cô chú anh chị thấy là nhiều nơi người ta bán một cái chậu với cái giá khoảng tầm trăm mấy cho đến 200, trăm rưỡi cho đến 200. Em nghĩ là không cần thiết phải như vậy. Cô chú anh chị có thể sở hữu cho em những cái cây lan như này. Đủ khỏe, đủ đẹp. Một cái cây lan xinh đẹp để cô chú anh chị làm giống và thưởng thức hoa rồi. Giá chỉ có vài chục nghìn thôi. Còn bên này đây là em đang có những cái cây đây gọi là cái cây nữ hoàng bóng đêm với cái hoa màu trắng nhá cô chú anh chị nhá. Hoa trắng không tì vết và cũng rất là thơm ạ. 70.000 cho một cái chậu lan nữ hoàng bóng đêm này. Còn sang này đây ạ, là dòng lan hồ điệp lá biên hay còn gọi là hồ điệp lá phát tài nhá. Cái nụ vô cùng là khỏe và đẹp luôn. À, hàng thì có lá thì nói chung em nghĩ là lá thì không quan trọng. Có thể sứt mẻ một chút xíu cô chú anh chị ạ, nhưng mà em nghĩ là nó không quan trọng đâu ạ. Cây rất là khỏe như thế này này. Cái dòng 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 hồ điệp lá biên này xin phép em bán một cây như vậy, hai gồng hoa, với giá chỉ có 50.000 cho một chậu thôi ạ. Và bên này đây ạ, hai cái mã hồ điệp cực kỳ là đẹp cô chú anh chị mình thưởng thức hoa, ngắm hoa Tết nhé cô chú anh chị nhé. Hai cây hai cái mã màu hoa hồ điệp rất là đẹp luôn, đó là trắng lưỡi đỏ này và hồng lưỡi đỏ nhé cô chú anh chị nhé. Một cái chậu như vậy nó sẽ rơi từ ít nhất là hai gồng hoa trở lên, cây khỏe và đẹp vô cùng luôn như vậy nhé. Cây rơi từ ít nhất từ 2, 3, 4 gồng hoa trở lên ạ. Và một cái cây lan hồ điệp như thế này xin phép em được bán giao lưu cùng cô chú anh chị với giá chỉ có 50.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị ạ. Cô chú anh chị mình có thể tự mình ghép và mua những cái cây hồ điệp như vậy về để chăm sóc và vào những cái ngày mà Tết đến xuân về cô chú anh chị có thể được ngắm những cái bông hoa đẹp một cách trọn vẹn nhất, căng nhất. Bởi vì cô chú anh chị được chăm sóc những cây lan này từ khi nó có nụ và nó nở hoa tại vườn thì chắc chắn là sẽ rất là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Đó. Hồ điệp này, thay vì đến Tết mình có thể mua những cái chậu lan hồ điệp với hai vòi bông hơn 100.000, cô chú anh chị có thể lấy cho em những cây lan hồ điệp này về tự mình chăm sóc, hàng đang nụ rất là đẹp như thế này rồi, từ 2 cho đến 3 vòi nụ mà với giá chỉ có 50.000 với hai mã màu rất là đẹp. Còn bên này đây ạ, thì em cũng đang có những cây lan hồ điệp để cô chú anh chị mình có thể ngắm hoa xuyên Tết luôn nhé cô chú anh chị nhé, từ bây giờ cho đến Tết luôn ạ. Độ bền của cây hồ điệp này bao giờ cũng là trên 2 tháng. Đó, với cái sắc hoa màu hồng và cái lưỡi đỏ rất là xinh đẹp như này. Một chậu sẽ có hai gồng hoa nhé cô chú anh chị nhé. Với một chậu hai gồng hoa và thậm chí là hoa phân nhánh rất là đẹp như vậy. Em đang bán với giá chỉ có 80.000 cho một chậu thôi ạ. 80.000 cho một cái cây hồ điệp rất là tuyệt vời như thế này này. Còn cái hàng mà có một gồng hoa, có một gồng hoa thì trên cái vòi hoa của nó sẽ có nhiều bông hơn. Đó. Thì em đang bán một cái chậu lan hồ điệp với một gồng hoa này giá là 75.000 nhé cô chú anh chị nhé. Chắc chắn rằng cô chú anh chị chỉ cần sở hữu một chậu thôi cũng đủ làm cho cả cái không gian trở nên xinh đẹp hơn rất là nhiều cô chú anh chị ạ. Những bông hồ điệp rất là tuyệt vời như thế này.
với giá là 80.000 cho chậu 2 ngồng hoa và 75.000 cho chậu 1 ngồng hoa nhé, chú ý chị nhé. Và ở đây em đang có hai cây hồ điệp khủng long duy nhất ạ, cây vô cùng là khỏe. Và những cây hồ điệp khủng long này thì khi mà nó ra hoa cần hoa nó phải dài hơn 1 mét nhé, chú ý chị nhé. Phải nói là đẹp vô cùng luôn ạ. Đẹp không có từ nào để tả luôn với những cây lan hồ điệp khủng long này. Đây, cây rất là khỏe luôn cô chú anh chị ạ. Và mỗi một cây lan hồ điệp khủng long này xin phép được bán với giá là 85.000 cho một chậu nhá. Và Same ở đây cũng là một cái dòng lan để cô chú anh chị mình thưởng thức vào chơi vào những ngày Tết đến xuân về, dòng Đai Châu. Đai Châu hay còn gọi là Nghinh Xuân là ngọc điểm ở trong những dòng lan đón xuân đón Tết đấy ạ. Nụ bắt đầu là nhú rất là đẹp rồi đây cô chú anh chị nhìn này. Một cây như vậy sẽ nhú khoảng tầm 1 cho đến 2 vòi bông nhá. Với một chậu thôi cũng đủ xinh đẹp luôn ạ. Và dòng Châu Thái thì hoa sẽ có đủ màu sắc luôn cô chú anh chị ạ. Đủ màu sắc luôn với những màu sắc rất là rực rỡ mà cũng rất là thơm và bền hoa dễ thuần dễ chăm. Không có mùa nào đẹp hơn cái mùa bây giờ để cô chú anh chị mình trồng Đai Châu đâu ạ. Mùa nụ mùa hoa chính là mùa sinh trưởng phát triển mới của cây này. Một cây châu với đang vòi nụ đẹp như thế này xin phép được bán với giá là 100.000 cho một cây cô chú anh chị nhé. Ngay tới thân của nó thôi đã cũng thể hiện được cái sự khác nhau của cái mặt bông rồi ạ. Còn bên này đây ạ, nếu cô chú anh chị mình mà muốn lấy những cây Đai Châu Thái hàng VIP, cô chú anh chị mình có thể chọn hàng theo hình ở đây cho em cũng được này. Lát nữa thì em sẽ giới thiệu đến cô chú anh chị những hình này, có cả những cây châu rừng nữa cô chú anh chị nhé. Mà giá thì đảm bảo cô chú anh chị là bao rẻ vô cùng luôn ạ. Bên này đây sẽ là những cây lan nhạn 4N. Cô chú anh chị tranh thủ cùng em sưu tầm một cái lô nhạn 4N mà rẻ. Phải nói là rẻ hiếm khi gặp nhé cô chú anh chị nhé. Một cái cây nhạn 4N hàng VIP đẹp như thế này này. Đó, hàng mít rụt rất là tuyệt vời như vậy. Rơi tới nhất là 7 cặp lá trở lên cô chú anh chị ạ. Dạ. 10 người nhận hàng là 10 người khen nhé cô chú anh chị nhé. Cây rất là đẹp luôn như thế này. Gần như là không có lỗi lá gì đúng không ạ? Và một cái cây lan mà rơi tới nhất là cây nhạn 4N, rơi tới nhất là 7 cặp lá trở lên như vậy. Xin phép đang bán với giá là 200.000 cho một chậu. 200.000 cho một chậu nhé cô chú anh chị nhé. Một cái cây lan vô cùng đẹp như vậy mà chỉ có giá 200.000 thôi ạ. Và còn bên này đây ạ là cũng là những cây lan nhạn 4N. Hàng cây này sẽ là tầm cây nhỡ, rơi khoảng tầm 5 cặp lá. Đang trong độ phát triển rất là đẹp của cái dòng nhạn đây. Thì những cây lan nhạn 4N hàng nhỡ này em bán với giá là 110.000. Và đây ạ, một cái cây hoa rất là bền. Cây hoa rất là bền luôn. Đó là cái cây hạc đỉnh đỏ. Hoa cũng rất là thơm và bền hoa. Thì một cái chậu lan hạc đỉnh đỏ với một ngồng hoa như vậy, cô chú anh chị mình sưu tầm này. Cây khỏe, vừa sưu tầm giống vừa ngắm hoa. Xin phép, đây một cây hạc đỉnh đỏ này thôi cũng đủ đẹp khi mà nó nở hoa luôn ạ, cô chú anh chị. Xin phép được bán một cây lan hạc đỉnh đỏ như vậy với giá chỉ 120.000 thôi ạ. Và sang mè đây sẽ là dòng lan vũ nữ sô-cô-la, siêu bền hoa và thơm vô cùng ngọt ngào luôn. Thơm nức luôn cô chú anh chị ạ, với sắc hoa sô-cô-la đẹp như thế này. Kèm theo cái màu sô-cô-la, kèm theo cái lưỡi trắng rất là quyến rũ như thế này này, mà đặc biệt là cái mùi thơm của nó. Một cái mùi hương thơm ngọt như là kẹo luôn cô chú anh chị ạ. Em xin phép bán một cái chậu lan vũ nữ sô-cô-la này, cây khỏe đẹp, chậu nhiều thân sum suê như này. Giá là 70.000 cho một giò thôi ạ. Và sau này đây sẽ là những cái chậu lan đen đỗ Úc này, cũng sẽ cho hoa liên tục nhé cô chú anh chị nhé. Dòng vũ nữ hay là dòng đen đỗ Úc này cũng sẽ cho hoa liên tục. Và một cái chậu lan vũ nữ đen đỗ Úc này em cũng đang bán với giá chỉ 70.000 cho một chậu thôi ạ. Hàng vừa đang nụ vừa đang hoa cô chú anh chị, sum suê, giá chỉ 70.000. Và tiếp sau này đây sẽ là cái mã màu đen rô xuân, đen rô xuân nhá, một cái mã màu mà không phải là lúc nào cũng có đâu ạ. Có lúc săn hàng cả năm trời không có luôn. Cái dòng đen rô hoa trắng lưỡi đỏ nhá. Mỗi cái chậu như thế này thì cũng đang có rất là nhiều thân căng. Và em nghĩ rằng là một dạo nữa sang xuân hoặc là Tết có thể cho mình hoa đẹp này cô chú anh chị này. Chậu nhiều thân tơ đẹp như vậy nhá. Thì em xin phép bán một cái giò lan chuẩn mặt bông trắng, lưỡi hồng đỏ, rất là đẹp, họng đỏ rất là đẹp như thế này này. Hồng đỏ rất là đẹp như này này. Với giá chỉ có 130.000 cho một giò thôi cô chú anh chị ạ. 130.000 cho một giò thôi. Cái hàng không phải là lúc nào cũng có. Nên là em nghĩ rằng cô chú anh chị đã gặp trong phiên bán hàng hôm nay, cô chú anh chị có thể sưu tầm cho mình một cái mặt bông vô cùng là tuyệt vời như thế này nhá. Mà rất là thơm nữa cô chú anh chị ạ. Không chỉ đẹp mà mang cái vẻ đẹp trắng, tinh khiết, không tì vết mà còn là rất là thơm nữa. 130 cho một giò ạ. À, bên này sẽ là những cái chậu lan kim điệp xuân hay còn gọi là kim điệp giấy này. Một cái chậu như vậy cũng rơi khoảng tầm cả chục thân hoa.
trục thân hoa, và hiện tại thì đang bắt đầu là lộ những cái mắt nụ rất là rõ rồi. Một cái giò như thế này cũng đủ làm cho một cái không gian trở nên vàng rực rỡ khi mà nó nở hoa. Giá là 130.000 cho một chậu nhá. Còn ở đây em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị một cái cây lan giáng hương với cái sắc hoa vô cùng là rực rỡ. Đó là cây mặt trời Bangkok lai với cả châu hồng gấm ấy cô chú anh chị. Tạo ra một cái bông hoa với sắc hoa cam lửa rực rỡ như này. Và đồng thời nở hoa liên tục luôn. Cây hàng lá xếp, cây trưởng thành, cô chú anh chị có thể thấy có những cây đang bắt đầu có nụ này. Đó, cây trưởng thành và sẽ cho hoa liên tục luôn cô chú anh chị nhé. 130 trong một giò. Và sang bên đây cũng là một cái dòng lan mà cũng là cây la, cây hoàng nhạn. Cây hoàng nhạn lai với châu hồng gấm ạ. Mặt bông của nó đây ạ. Sắc hoàng vàng của cây hoàng nhạn và cái lưỡi ánh tím của dòng châu hồng gấm. Một cái cây lan rất là thơm. Cần hoa to bự, dài và rất là đẹp như vậy. Thì mỗi cây này rơi cũng không dưới 7 cặp lá một cây đâu ạ. Đẹp như vậy nhá. Với giá cũng sẽ nở hoa liên tục quanh năm luôn ạ. Với giá em đang bán là 140 cho một giò. Em còn có hai chậu trầm rừng duy nhất nhá. Mỗi một chậu này em xin phép được bán với giá là, cô chú anh chị lấy luôn cả cho em, bình thường em đang bán là 35.000 một chậu. Hiện tại em đang có hai chậu này, em để cả cặp này với giá là 50.000. Tiếp sau này đây một cái mã màu trầm phải nói là đẹp xuất sắc nhá cô chú anh chị, siêu trầm ạ. Hay còn gọi là, thực ra cái tên của nó DH93, nhưng cái mặt bông của nó, cái mã màu của nó quá đẹp như vậy nên là người ta ngoài cái tên là gọi là DH93, người ta còn gọi cái tên siêu yêu thương, đó là dòng lan siêu trầm ạ. Đã, cái sắc hoa của nó sẽ đỏ đậm đà như thế này này, cực kỳ là mê luôn cô chú anh chị nhá. Thân trăm đạt thì phải nói to khổng lồ cô chú anh chị ạ. Thì ở đây cô chú anh chị có thể cùng em chọn những cái chậu lan siêu trầm này. Hiện tại thì nhiều nơi người ta đã bán, có những nhà vườn người ta đã bán theo thân rồi, còn chỉ còn có vài nơi người ta bán theo chậu. Ở đây em đang có hình số 34 này cô chú anh chị này. Hình 34 này là một cái chậu với hai thân rất là to luôn. Đó, và ngoài ra thì vài thân nhỏ nữa, chậu này em bán với giá 140.000 cho chậu siêu trầm này 34 này. Chậu tiếp theo sẽ là chậu 33, chậu này ba thân đều tăm tắp, dài từ 60cm trở lên với giá 140. Chậu số 32 với giá cũng là 140, một có một thân dài đến cả hơn 1m và thêm vài thân ngắn hơn, cũng rất là sum suê như vậy nhá. Em còn duy nhất là 4 chậu siêu trầm này thôi ạ. Cô chú anh chị mình siêu tầm này. Chậu tiếp theo sẽ là chậu 31, chậu siêu trầm này. Chậu này rơi vào là 5 6 thân, với giá em bán là 150 nhá. Sang mè đây ạ, sẽ là dòng giả Pháp. Cô chú anh chị có thể cùng em ngắm cái sắc hoa của dòng giả Pháp, nó cũng sẽ là cái sắc hoa đỏ tươi như thế này, sẽ rất là nổi bật khi mà nó nở hoa trong vườn luôn ạ. Đây ạ. Với một cái giò lan giả Pháp của em đang bán ở đây, chắc là cô chú anh chị cũng sẽ có một cái tác phẩm đẹp như thế này đấy ạ. Sai bông từ gốc đến ngọn luôn. Và đây là một cái vườn giả Pháp đây cô chú anh chị. Em đang có những cái chậu lan giả Pháp ở đây rơi khoảng tầm ít nhất là từ 7-8 thân. 7-8 thân một chậu ấy cô chú anh chị. 2, 4, 6. Từ 6 thân trở lên nhá cô chú anh chị nhá. Thân dài rất là đẹp luôn. Nói chung là nếu mà thân mà ít ngắn hơn thì có thể rơi khoảng tầm 8 thân. 7 thân trở lên đi cô chú anh chị, em sẽ chọn cho cô chú anh chị từ 7 thân trở lên, dài nuột và mập đẹp như thế này, với giá sẽ là 130.000 cho một giò lan giả Pháp này ạ. Và trầm trắng này. Trầm trắng thì hàng bây giờ cũng đang xuống lá rồi nhá cô chú anh chị nhá. Vào cái mùa bây giờ thì đang chuẩn bị là đến mùa hoa hết rồi. Nên là những cây lan này cô chú anh chị này, không có mùa nào để cô chú anh chị lấy lan thay cây, lấy những cây lan thân thòng đẹp hơn cái mùa này luôn cô chú anh chị ạ. Nhìn nó không có được đẹp mã, không xanh mướt, nhưng mà cô chú anh chị hãy yên tâm cho em rằng đây mới là cái mùa đẹp để cô chú anh chị mình sưu tầm những cây lan này nhá. Một cái chậu lan trầm trắng không tì vết luôn ạ, đảm bảo không tì vết luôn, thơm ngọt ngào. Tuyệt vời vô cùng luôn, với giá chậu từ ít nhất 6 thân trở lên, với giá chỉ có 110.000 cho một chậu trầm trắng thôi. Và giả hạc chớp Mỹ cô chú anh chị. 1-2 năm trước đây một thân chớp Mỹ, ngay cả năm ngoái cũng thế thôi. Đó, một cái thân chớp Mỹ vẫn hơn 100.000 và trước đây một thân chớp Mỹ phải lên đến 200 hơn 300 ạ. Hoa sai bông từ gốc đến ngọn luôn và cánh hoa tím chớp cực kỳ là thơm nhá cô chú anh chị nhá. Cánh hoa tím chớp rất là đẹp. Nên là chỉ cần vài ba thân chớp Mỹ thôi là cũng có một cái tác phẩm rất là đẹp rồi cô chú anh chị ạ. Đó. Nên là những cái cây chớp Mỹ này là một trong những dòng lan mà gần như là không thể thiếu trong những phiên bán hàng hoa Tết luôn. Cô chú anh chị mình cùng em chọn những cái chậu chớp Mỹ ở đây, bây giờ xuống hết lá này cô chú anh chị. Chậu này em gọi là chậu số 30 nhá. Chớp Mỹ 30 2 4 6 8 thân ạ. 8 thân chớp Mỹ này, chậu này xin phép được bán với giá là 140.000 nhá. Chậu tiếp theo sẽ là chậu 29 ạ. Đã. Chậu 29 này cũng rơi vào hai thân căng mướt luôn cô chú anh chị, xuống hết lá rồi, chuẩn bị xuống hết lá rồi. Mùa này chuẩn bị nhú nụ hết rồi, 2 4 6 7 thân. 2 4
67 thân. Chậu này em bán 140 ạ. Và chậu tiếp theo chậu 28, chậu này 24 5 thân, 5 thân thôi nhưng mà rất là dài luôn. Chậu này xin phép được bán với giá sẽ là cũng là 140.000. Và chậu tiếp theo chậu 27 cũng với giá 140, tùy cô chú anh chị mình chọn nhé. Và bên này đây sẽ là dòng 5 cánh trắng họng hồng ạ, cô chú anh chị. Cũng là một trong những dòng lan mà chinh phục ngay cả những anh chị chơi lan lâu năm và khó tính nhất nhé. Trong những cây lan không thể thiếu trong những phiên bán hàng hoa Tết ạ. Cái họng hồng nổi bật trong nền 5 cánh trắng vô cùng là tuyệt vời và rất là thơm, sai bông như vậy. Cô chú anh chị chuẩn hoa luôn nhé. Hiện tại thì hàng đã bắt đầu là, đây chuẩn bị nứt. Thân là thân đấy căng mướt và cái mắt nụ đã chuẩn bị là nứt ra khỏi thân rồi. Cô chú anh chị này, chuẩn bị nứt ra khỏi vỏ lụa hết rồi ạ. Thân rất là đẹp luôn. Cô chú anh chị ạ, hàng quá đẹp, thân quá đẹp luôn nhé. Thì cái chậu này em gọi là chậu họng hồng số 1 này. Chậu họng hồng số 1, chậu này là với 4 thân ạ. 4 thân họng hồng nhé, cô chú anh chị có 5 thân nhưng mà tính 4 thân bởi vì có một thân nó ngắn. Cái chậu này xin phép bán 130.000 này. Chậu tiếp theo sẽ là chậu họng hồng số 2. Chậu này 4 thân, mỗi thân dài 70-80 cm hết ạ. Quá mê luôn cô chú anh chị này. Chậu này quá đẹp. Xin phép được bán 140.000 và chậu tiếp theo sẽ là chậu họng hồng số 3. Chậu này rơi vào 6-7 thân gì đó, em bán chậu này 140 nhé, chú anh chị nhé. Và bên này sẽ là những chậu lan đùi gà tròn. Mấy chậu lan đùi gà tròn, xum xuê và sách nặng chịu tay như thế này. Một thân nở cũng đủ rực rỡ ạ. 170.000 cho một cái giò lan đùi gà tròn. Thay vì bỏ ra 170-180 1 kg, cô chú anh chị có thể cùng em sở hữu những chậu đùi gà tròn sẵn như thế này. Còn tiếp sang về đây ạ, sẽ là những cái chậu lan trầm cổ hay còn gọi là trầm than củi nhá. Cái sắc hoa đỏ thắm luôn như cái hình em đang giới thiệu đây này cô chú anh chị này. Sắc hoa đỏ rực rỡ và cánh hoa sáp bóng vô cùng là đẹp. Và ngay từ cái thân của nó, cô chú anh chị nhìn cho em hàng hôm nay về siêu đẹp luôn nhá cô chú anh chị nhá. Chậu nào chậu đấy thân nú luôn ạ. Và phải rơi từ ít nhất là 8 thân trở lên luôn. Một cái chậu như thế này sẽ là một cái tác phẩm vô cùng là tuyệt vời ạ. Càng về già thân sẽ càng chuyển sang màu xoắn tím này cô chú anh chị nhìn cho em này. Đó, không có lẫn đi đâu được nhé, dòng trầm cổ. Đó, một cái dòng lan mà cái vẻ đẹp trường tồn theo thời gian luôn ạ. Và những cái chậu trầm cổ xin nhắc lại, phải rơi tự nhất là từ 8 thân trở lên trong một chậu luôn. Đẹp mê như thế này, đấy, lá xếp dày cộp luôn ạ. Đấy ạ, cô chú anh chị nhìn cho em chậu nào như chậu nào. Và xin phép được bán lô trầm cổ hôm nay với hàng quá đẹp như thế này, với giá chỉ có 150.000. Xin phép được bán với giá là 150.000 cho một cái chậu trầm cổ, một cái giò tác phẩm như thế này nhé, cô chú anh chị nhé. Một cái giò như thế này mà nở hoa thì đẹp thôi rồi ạ. Còn bên này đây sẽ là hạc vị thiên cung lự bố này. Hoa rực rỡ như này này, cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào đang cần tìm sưu tầm thì hãy lấy ở đây nhá. Với giá chỉ có 90.000 cho một chậu thôi và một cái chậu như thế này rơi ít nhất là một từ trực thân hoa trở lên. Đó, xum xuê như thế này và giá chỉ có 90.000. Còn sang bên này đây sẽ là những cái chậu lan trầm rồng đỏ. Bông trầm rồng đỏ đấy ạ, không khác gì trầm rừng luôn ạ. Rực rỡ như vậy nhá, không khác gì trầm rừng mà sai bông từ gốc đến ngọn luôn. Em đang có vài chậu thôi, trầm rồng đỏ số 19. Chậu này 4 5 thân gì đó 90.000 thôi ạ. Chậu tiếp theo sẽ là chậu số 20 này, 90.000 luôn. Và chậu số 21 cũng với giá chậu số 21 với giá sẽ là 100.000 ạ. Và chậu 22 sẽ là 110.000, trầm rồng đỏ cho cô chú anh chị nào đang cần sưu tầm đây. Sang bên này đây sẽ là giả Hawaii ạ. Hawaii này, chậu này thì giá 100.000, gọi là chậu 26, chậu 27 giá 90.000 và chậu 28 100.000 và chậu số 25 90.000 và chậu số 24 100.000 và chậu số 23 cũng 100.000. Đây đây ạ, là những cái chậu nhạn rừng nhá cô chú anh chị. Ngoài nhạn 4N rất là đẹp thì em còn đang có những cái chậu nhạn rừng cực kỳ là xinh ở đây ạ. Chậu này gọi là chậu số 18 nhạn rừng với 3 cây to và đẹp như thế này. Rẻ hơn cả hàng bóc luôn cô chú anh chị, 160.000 cho chậu này nhá. Chậu tiếp theo sẽ là chậu số 17, 2 cây nhạn cực xinh với cả một cây châu rừng. Bây giờ em đang bán không biết là châu rừng châu Thái sao ấy, 140.000. Và chậu tiếp theo sẽ là chậu 16, cũng là 3 cây châu nhạn Thái, nhạn rừng đẹp như này với giá 160 ạ. Và bên này sẽ là hình số 15 với giá em cũng bán luôn với giá là 140 nhá. Chậu 150 ạ. Bên này đây sẽ là những cây châu như em đã nói rồi, những cây châu rất là VIP ở đây cô chú anh chị. Hàng mít cực kỳ là đẹp, một cây lan như thế này mà Tết đến thì là sẽ là những cái giò lan quá là tuyệt vời từ thân lá cô chú anh chị ạ. Đây ạ, đây là cây châu đỏ sắc pháo nhá cô chú anh chị nhá. Hàng nụ to uỳnh luôn đấy cô chú anh chị. Cần hoa ngắm chỉ có mê thôi ạ. Mấy chậu sắc pháo này gọi là chậu số 14. Xin phép được bán chậu này với giá 250 này. Chậu tiếp theo sẽ là chậu số 15. Mít rụt đẹp luôn như vậy với giá em bán là 240.000 nhá. Bỏ lá chân một chút xíu mà lá mít rất là đẹp luôn. Chậu tiếp theo cũng sẽ là một chậu sắc pháo với 2 cây ạ. Chậu sắc pháo 2 cây này xin phép bán 260.000 cô chú anh chị. Đáng đồng tiền luôn.
Và tiếp theo là một cái chậu cực kỳ là VIP luôn. Đây cũng là một cái chậu sắc pháo nhá cô chú anh chị, quá khủng quá đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Chậu này là cặp đôi 2 cây xin phép bán 280.000 cho cặp đôi này. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 10. Đây là một cái chậu hồng cánh sen nhá cô chú anh chị nhá, một cặp đôi hồng cánh sen ạ. Một trong những má màu quá là tuyệt vời luôn này, xin phép bán 260. Chậu số 9 ạ, 100 cũng là cây hồng cánh sen. Chậu này hơi có nứt lá một chút xíu ở đây này. Đó, cây này thì hồng cánh sen này xin phép bán 240 này, mít rụt quá là đẹp, cân đối nhá. Hình tiếp theo sẽ là cũng là hồng cánh sen hình số 8. To đùng như thế này, mướt như thế này ạ, xin phép bán với giá là 230.000 ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 7 này, hồng cánh sen nhá. Cặp đôi hồng cánh sen này 260.000 ạ. Và sang bên này sẽ là bò sữa. Chậu số 6 là chậu cặp đôi bò sữa và một cây đỏ đốm. 270.000 cho cặp đôi một bò sữa và một đỏ đốm. To VIP ở đây ạ. Và bên này sẽ là hình số 5. Một cái cây bò sữa. Cây bò sữa này xin phép bán 250.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là một cái cây đỏ đốm. Một cặp đỏ đốm VIP ở đây. Một cặp đỏ đốm VIP ở đây, nó hơi nứt lá ở đây một chút xíu thôi, không có ảnh hưởng gì đâu chú ý chị nhá. 260.000 cho cặp mà đỏ đốm này. Và sang hình tiếp theo hình số 3 cũng là một cái chậu đỏ đốm ạ. 260. Và bên này là cây châu rừng này. Cây châu rừng nhá. Vài nụ hoa hết luôn cô chú anh chị ạ. Một cây như vậy có vài nụ hoa hết luôn. Chậu này bán là 140.000 này, gọi là chậu số 2 nhá. Và giò số 1 với giá cũng là một giò số 1 với giá cũng sẽ là 140.000 ạ. Hai cây châu rừng rất là đẹp và cây nào cây đấy đang có vài nụ luôn ạ. Dendro thì ngoài hoa trắng kia thì em còn có mã màu hoa đỏ đậm này này cô chú anh chị này. Còn duy nhất là 4 chậu thôi cô chú anh chị ạ, 4 chậu hoa đỏ đậm này. Với chậu thân nú luôn này, cái chậu này gọi là chậu số 1 nhé, xin phép bán rẻ luôn cô chú anh chị. Chậu này quá mê ạ, quá đẹp ạ, 115.000. Chậu tiếp theo chậu số 2, chậu này tổng là 4 thân, nó to nú luôn. Chậu này em bán với giá là 110.000. Chậu tiếp theo số 3. Chậu số 3 này, chậu số 3 này em bán với giá 110.000. Và chậu này thì hơi bị gãy cái đầu ngọn một chút xíu, cái chậu này này, xin phép được bán với giá là chậu này 80.000 luôn ạ. Còn sang này đây sẽ là những cái đặc sản đấy cô chú anh chị. Một số những cái đặc sản em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị. À, lạp sườn em vẫn có nhé cô chú anh chị. Em đang bán lạp sườn với giá một túi nửa kg sẽ là 140. Còn bên này đây sẽ là miến rong sợi to, ăn làm mê luôn ạ. 90.000, 80.000 trong một túi nửa kg nhé. Và miến rong sợi nhỏ này với giá là cũng là 80.000 một kg. Và đây sẽ là cái nấm hương, nấm hương rừng với giá một túi như vậy là nửa kg với 140.000 ạ. Rất nhiều những chế phẩm vật tư dành cho hoa lan ở đây này. Vỏ thông đủ size 1234, vỏ thông vụn đồng giá 20.000 cho kg, rêu rừng 50.000, duy xanh 50.000, duy đỏ 60.000, hùng nguyễn 25.000 một lọ, 50.000 trong cặp Atonic 12.000 một gói, super thai hóc môn tăng trưởng 50.000 và dưỡng chất AB 85.000 một lọ, B1 thái 40.000, B12 giải độc cho cây 30.000 ạ. Liền da Mỹ Tiến 40.000 và liền da sẹo đen 55.000, siêu da dễ N3M 30.000, ba loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát. Đồng giá 30.000 ạ, em có 32 loại phân bón thông minh nhé, cùng giá 30.000. Ba loại phân bón lá đồng giá 35.000, cắt tan đặc trị thô nhũn 40.000 ạ. Kim Kim Bun cũng là dòng đặc trị thô nhũn 25.000 một gói. Và Chicho Đề Ma phân bón vi sinh kháng nấm 15.000 một túi nhé. Và thuốc đặc trị côn trùng với giá 70.000 một lọ này. Nano bạc phòng trị bệnh rất là nhiều bệnh luôn ạ, với giá em đang bán. Ngoài giò túi lọ nano bạc này với giá là 40.000. Và dây buộc lan chiều dài 100m giao cắt kèm theo tiện dụng 35.000 một cuộn nhé. Phân trùn quế nguyên chất dòng cao cấp 35.000 một gói. Và phân dê đã qua xử lý 18.000 một kg. Tinh dầu hồi giá 40.000 cho một lọ. Có dạng treo, dạng lăn, dạng nhỏ giọt ạ. Dạng treo, dạng lăn, dạng nhỏ giọt. Rồi em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay. Và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi và ủng hộ cho kênh Lan Rừng bên em. Rất nhiều những cái mặt hàng lan đẹp đang có, đặc biệt là những cô lô hàng tuyệt vời luôn như thế này cô chú anh chị này. Những cái cây rất là nhiều những cái dòng hàng lan rừng.